Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ ráp cái áo thành phẩm là cái áo cổ lọ và tay vúng nhảy sọc nha cả nhà. Đây sau lưng Nhi nè, sau lưng Nhi mới vừa may xong mà Nhi đang chuẩn bị ủi cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ cho cả nhà xem nha. Đây, đây là áo cổ lọ nha cả nhà. Đó, dễ sọc. Đây. Đó. Ở đây là có cái bên ngực nè cả nhà, thấy không? Đó. Bên ngực hai bên luôn. Còn ở đây là cổ lọ nè cả nhà. Đó, cổ lọ nha. Đó, cổ lọ này là cổ cao nha cả nhà, để mặc mùa đông á rất là đẹp luôn á cả nhà. Như có mí ly nữa nè. Còn bên đây là cái tay nha, ở đây là cái tay, tay như có xếp ly nha cả nhà. Đó, xếp ly, ly trước và ly sau. Đây ly sau nè nha cả nhà, ly trước và ly sau hết, như có xếp ly hết luôn. Đây rất là đẹp luôn ha. Ở trên đây Nhi sẽ cho cả nhà xem nha. Đây nè, đó. Đây cái ống tay nè cả nhà. Tay Nhi có viền luôn nha cả nhà. Đây, Nhi có viền, có viền hai phân. Đây là cổ cao nha, để mặc mùa đông á cả nhà ơi, mặc lạnh á, rất là đẹp. Mùa đông người ta mặc cổ cao gì không nè cả nhà. Hẳn cho nó ấm cái cổ á cả nhà. Đó, đây cổ nè ha. Đó, cái cổ rất là đẹp hết cả nhà. À, cổ đẹp lắm, cái này mặc vô đẹp lắm cả nhà. Tay vúng, trời ơi, tay dễ thương quá trời luôn á nè. À, cả nhà thấy xếp ly không? Rất là đẹp luôn. Bây giờ Nhi sẽ gắp sườn nha. Đây cả nhà, sau khi gắp sườn xong là cả nhà. Đó, đây Nhi gắp sườn rồi đây. Nè. Đó, bây giờ này Nhi sẽ may cái râu này vô nha. Mẹ Nhi sẽ ốp cái râu này vô, Nhi sẽ dằn 5 ly. Đó, lạc qua Nhi sẽ dằn 5 ly nha. 5 ly xuôi dọc theo thế này. Đó, Nhi gấp sườn rồi đó. Đây, cái áo rồi đó cả nhà. Rất là đẹp luôn. Chưa ủi nha cả nhà, mới gấp thôi. Đó, chưa ủi, chưa lên like. Áo này dạng áo ôm nha cả nhà, áo ôm rồi áo ngắn. Giờ Nhi sẽ ủi. Đây, Nhi đã treo lên, Nhi bán lên cái áo cho cả nhà xem nè. Rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Đây, Nhi sẽ quay sát cả nhà xem nha. Đây là cái tay nè. Nha, đó. Đó. Đó, cái tay đó, cái tay Nhi chạy quyền hai phân nha. Ở đây nó có xếp ly nè. Đó, xếp ly. Trước sau luôn nha cả nhà, xếp ly luôn. Rất là đẹp. Còn bên đây là có cái bên ngực nha. Đây, đó, bên ngực đây. Còn ở trên đây là cái cổ áo nè. Thấy không cả nhà, cổ áo rất rất là đẹp luôn, tròn như lắm luôn đó. Cái này như mà cổ lọ ngay cả nhà, ở bên đây á, mùa đông rồi may cổ lọ cho người ta mặc cái nó ấm á cả nhà ơi. Ở bên đây là cái tay nè đó, như đây là cái lai áo nè. Đây lai áo đây đó, lai áo đó. Thấy không cả nhà, như quay xa xa cả nhà xem nha. Áo rất là đẹp luôn. Ăn ở nhà. Đây cả nhà, bây giờ cái áo gì đó may xong rồi nè, Nhi mặc thử cả nhà xem nè cả nhà. Rất là đẹp ha. Cái áo này thì rất là vừa vặn luôn với cái người Tây bên đây. Nhi mặc hơi rộng tại vì Nhi hơi nhỏ. Đó, cả nhà thấy không? Nhi là sao cả nhà xem nè. Rất là đẹp luôn. Nhìn cái tay áo nè cả nhà, bên ngực cũng nè. Thấy không? Bên ngực rất là đẹp luôn. Đây là tay áo nè cả nhà, một tay áo đây ha. Rất là đẹp luôn á cả nhà. Dạng tay nè, tay lỡ nha, tay lỡ tay lửng. Còn đây là cái cổ áo nè cả nhà, cả nhà thấy cổ áo không? Rồi cổ áo rất là đẹp luôn nè cả nhà. Sát vô cả nhà xem nha. Đây nè, đó cái cổ áo nè, nó tròn mà nó ôm vô cái cổ mình, thấy không? Nó không có cao mà cũng không có thấp lắm, rất là đẹp. À, đến vậy cả nhà xem nha. À, cái này phối với váy đen ha, hoặc là quần ống suông, như đang mặc quần ống suông nè, rất là đẹp, đẹp lắm cả nhà ơi. Đen này có nhà, bên eo nè, nghe này, từ cái eo này đi thẳng lên ngay cái ngực mình luôn đó. Cái tay cũng vừa luôn ha, nó khỏi cái cuộc chỏ tay mình xuống tới đây là tay lỡ nè cả nhà. Đó, rất là đẹp, đẹp hết cả nhà.
Như mới vừa mai xong luôn á. Đi xa xa cả nhà xem nha. Cái phía sau cũng đẹp lắm cả nhà. Phía sau đây. Phía sau nè. Phía sau đó rất là đẹp luôn. Thôi cả nhà xem nhớ ủng hộ.